đây, hôm nay là gia đình mình đang thấy chị em đang tổ chức con cháu ngầu ăn uống này. Đây là đại gia đình mình nha mọi người. Đây là chị đi. Anh em chị em mình không ạ? Đây là con cháu. Đây cái bà nữa đây. Đây. Đứng im rồi, tất cả các bạn chào đây. Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay hiện tại cả gia đình mình đang đến tại bãi biển Trung Lương Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định. Thì hôm nay đại gia đình mình đang đứng tại bãi biển luôn, đang gửi xe nha mọi người. Đang gửi xe đây. Thì bây giờ là chuẩn bị là gia đình mình đi xuống biển. Rồi tất cả các bạn cùng theo dõi mình xuống biển như thế nào nha các bạn. Ok, let's go. Đây. Rồi, đại gia đình mình đang di chuyển xuống biển nha mọi người. Thì hôm nay thì tầm khoảng 4 giờ rưỡi rồi. Tối. Đây. Kể gia đình mình đang đi xuống biển đây. Người dân rất là đông luôn. Bãi biển này là bãi biển quân đội nha mọi người. Cái bà ngủ tại cổ 8. Đây. Đây là trạm kiểm soát biên phòng Cát Tiến nha mọi người. Đây. Trạm kiểm soát biên phòng Cát Tiến. Này ké nha mọi người. Ké lên nè. Cái nhiêu con vậy? Ký vậy? Ký nhiêu ký? Hỏi mua giùm đó hàng, cứ hỏi toàn hỏi đi không chắc. Ấy là hỏi nhiều ký đó, chứ nó mà biết lên mua chứ bây giờ xuống tắm biển mà. Sao làm này? Nè, biển từ ké từ rồi rối luôn nha mọi người. Nè. Chút là có gì em chạy lên. Bây giờ đi mới đeo ra biển mà bây giờ mua. Dạ. Dân mua bán rất là nhiều. Mình đang di chuyển lên ra bãi biển nha mọi người. Gần tới biển rồi. Đây. Rồi mình tới biển rồi nha mọi người. Các bạn thấy không? Biển rất là đông luôn. Người dân tắm biển cực kỳ đông luôn. Quá trời luôn. Thấy biển các tiếng đẹp mọi người. Rồi chị nè, Nhi nè, cái tắm rồi, tắm rồi. Mai hồng rồi đó. Cậu ở trên bờ, cậu nhìn cho cậu coi nha. Dạ. Không, đỡ cho mấy đứa cháu nó tắm. Ê, chị nè, tắm đi bạn. Tắm như em ơi. Cậu nè. Cậu áo nè chứ.